quản lý giá vàng hay đòn thù của Thủ tướng với các nhóm lợi ích cũ. Giá vàng là một dạng hàng hóa, ở cả Việt Nam và trên thế giới đều mua bán, kinh doanh tự do. Thời gian gần đây, do những bất ổn trong thị trường tài chính, người dân thấy rằng cất tiền thì mất giá, gửi ngân hàng thì không yên tâm và lãi suất ngày càng giảm. Mua trái phiếu, cổ phiếu hay bất động sản thì có nguy cơ mất trắng. Thế nên, người dân lại quay ra mua vàng để tích trữ. Nhưng kể từ năm 2012, sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo đó, nhà nước độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng, khiến cho giá vàng ở Việt Nam luôn đắt hơn giá vàng trên thế giới. Đồng thời, chênh lệch giữa giá mua và giá bán cao hơn, khiến người dân phải chịu thiệt thòi. Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng. Tờ báo Lao động vào ngày 1 tháng 3 đưa tin, động thái mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng. Bản tin cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã gửi báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo bài báo, đến 14 giờ ngày 1 tháng 3, giá vàng miếng đã tăng tới 300.000 đồng mỗi lượng. Với ngày hôm trước, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng khoảng 3,8 triệu đồng mỗi lượng và giá vàng nhẫn tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Hiện nay, so sánh chênh lệch về giá vàng trong nước với thế giới, vàng SJC cao hơn 18 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng nhẫn cao hơn tới trên 4 triệu đồng mỗi lượng. Một cửa hàng kinh doanh vàng ở Việt Nam. Vẫn theo báo Người Lao Động liên quan đến giải pháp bình ổn thị trường vàng, theo yêu cầu của Thủ tướng, đầu năm 2022-2024, Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình đề xuất và kiến nghị Thủ tướng, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối để phân phối và phối hợp với các bộ, ngành, chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý thị trường vàng. Theo giới chuyên gia, cuối năm 2023, giá vàng ở Việt Nam tăng vọt như con ngựa bất kham. Có những thời điểm giá vàng bật lên đến mức 80 triệu đồng mỗi lượng trong bối cảnh đồng đô la lên giá rất ít. Thời điểm đó, truyền thông nhà nước đưa tin nhiều tín hiệu cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã và đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả đáng kể. Theo giới chuyên gia, việc giá vàng tăng cao tại thời điểm cuối năm không nằm ngoài mục đích. Chính phủ muốn móc vàng trong dân, bởi lý do tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm. Đáng chú ý khi ấy, nhiều ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất xuống mức thấp chưa từng có ở mức 1,9%. Cùng lúc đó, giá vàng cũng cán mốc cao nhất trên dưới 80 triệu đồng mỗi lượng. Và đó là lý do vì sao giá vàng chênh lệch đến 20 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới mà dân vẫn vào mua, nhưng không bán ra. Báo Lao Động ngày 29 tháng 12 năm 2023 đưa tin, Ngân hàng Nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng SJC. Bản tin cho biết, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1 năm 2024, một số cơ chế quản lý thị trường vàng miếng sẽ được sửa đổi, bổ sung. Phải chăng đó là những tín hiệu cho thấy Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC? Nếu biết rằng Nghị định số 24 ra đời từ tháng 4 năm 2012 vào thời điểm chỉ hơn một năm sau khi Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 11 vào năm 2011, bằng chính sách độc quyền này hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm được biết bao nhiêu tiền lợi nhuận từ tiền chênh lệch giá mà không ai biết. Song rõ ràng, toàn bộ mảng độc quyền kinh doanh vàng đã trở thành miếng mồi béo bở cho các nhóm lợi ích trong nội bộ của Đảng kiếm trác. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính liên hệ với việc nhiều tín hiệu từ báo chí nhà nước gần đây cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC. Phải chăng Thủ tướng Chính đang tìm cách đập bể nồi cơm của nhóm lợi ích cũ liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thống đốc Ngân hàng Nhà nước? Hậu quả của chính sách độc quyền vàng miếng theo Nghị định số 24 rõ ràng cho thấy người dân bị thiệt hại đủ đường, luôn phải mua vàng với giá cao hơn thế giới. Thị trường vàng thì bị độc quyền, không có sự cạnh tranh, dẫn tới thị trường vàng ở Việt Nam luôn không minh bạch. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến người dân và khu vực kinh tế tư nhân. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ về việc độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SJC đã kéo dài hơn chục năm qua. Cần xử lý nghiêm các quan chức
cũng như nhóm lợi ích đã lợi dụng chính sách này để mà trục lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin quản lý giá vàng hay đòn thù của Thủ tướng với các nhóm lợi ích cũ. Tô Đại quyết xử Trần Quý Thanh Tân Hiệp Phát liên quan gì đến Tổng Trọng? Vụ ân Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị công an cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người khác lại nóng trở lại. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 24 tháng 2 đưa tin ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Bản tin cho biết kết luận điều tra bổ sung mới được công bố của Bộ Công an đã xác định ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt số tiền là 1.048 tỷ đồng thông qua hành vi cho vay nặng lãi, ép nạn nhân sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất của nhiều người. Ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án ba bố con ông Trần Quý Thanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị can đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 1.000 tỷ đồng thay vì 767 tỷ đồng theo kết luận điều tra Bộ Công an đưa ra vào tháng 10 năm 2023. Đồng thời, Bộ Công an đề nghị truy tố ba cha con ông Trần Quý Thanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Thanh cùng con gái đã lợi dụng quy định về cho vay lấy lãi suất 3% mỗi tháng, tức là dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, ông không làm hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp và cá nhân cho vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án. Đáng chú ý, chi phí của các dự án bất động sản ghi trong hợp đồng thường có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Ngoài ra, ông Trần Quý Thanh và các con còn ký cam kết bán lại tài sản cho người vay với điều kiện phải thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Nhưng khi người vay đã trả đủ cả gốc cả lãi, thì ông Thanh lại lấy lý do bị cho là gian dối để không trả lại tài sản như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định từ tháng 1 năm 2019 cho đến tháng 11 năm 2020, ba cha con ông Trần Quý Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Trần Quý Thanh từng nổi tiếng trong vụ án con ruồi, trong sản phẩm chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát vào năm 2015. Người tố cáo chai nước có ruồi của Tân Hiệp Phát là ông Võ Văn Minh. Ông Minh bị kết án tới 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản do bị bắt quả tang. Ông Minh bị công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát. Đã có hàng chục sự cố liên quan đến sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát do không đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng như có ruồi và các dị vật khác. Tân Hiệp Phát cũng báo cáo công an để bắt người đòi tiền chuộc do sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của công ty này. Thế là người đòi tiền chuộc và những nạn nhân khác cũng bị kết án tù vì cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Theo giới thảo tin, có nhiều bằng chứng để khẳng định ông Trần Quý Thanh có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt, thư ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 đưa tin, vào ngày 2 tháng 8 năm 2014 tại tỉnh Hà Nam, Tổng Trọng đã tới thăm nhà máy Number One Hà Nam và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Có khả năng việc này có sự tác động tích cực của ông Hồ Mẫu Ngoạt theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh. Công luận thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Trọng vốn trăm công ngàn việc, nhưng dành sự ưu ái đặc biệt cho doanh nghiệp Tân Hiệp Phát là một điều hết sức bất thường. Điều đó có liên quan gì tới việc Tân Hiệp Phát đã có các biểu hiện ngang nhiên vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích có câu thành ngữ đi qua ruộng dưa thì đừng sửa giày. Tổng Trọng trên cương vị là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng, không biết né tránh ra sao, để rồi lại phải mang danh chống lưng cho đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát. Công luận cho rằng phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, không chỉ trong nội bộ của ngành công an mà cả trong thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị tại Việt Nam đang có một tình trạng chung là như vậy. Thời gian gần đây, theo giới thảo tin, trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Trọng đã thổ lộ với những người thân cận là ông rất muốn thay ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Trong lúc đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang giáo diết tập trung mọi nỗ lực với mưu đồ gạt bỏ và thay thế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Tô Đại
quyết xử Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát liên quan gì đến Tần Tổng Trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.